mọi người lại lên đây hành đi, thì ngày mai mới tập, mới đi tập chung nha. Đúng rồi, Facebook của Alex Thảo đúng là chính xác. Chút xíu nữa là anh bóp cho em cho địa chỉ cho em ha. Em không có chơi liên quân, em không biết chơi game. Hello Mỹ, hello mọi người, thả thính được chứ. Sao đột ngột thế hả? Thảo bị đột ngột à? Thật sự thì em không có thả thính đây hết. Những gì nói đều là thật sự thôi chứ em có thả thính hay đâu ạ. Em chưa thả thính này luôn á. Và em vẫn chưa có người yêu nhưng mà người sẽ đứng cho mọi người xem nha. Em sẽ đứng cho mọi người xem ha. Đẹp mà chưa có người yêu hả? Anh đẹp bằng thấy cả điện thoại cũng được ha. Anh tên người anh nghĩ nó hết tên người được không? Được, anh nghĩ nó hết được. Ok, em sẽ đứng cho mọi người xem. Được chưa mọi người? Đúng rồi, chị tập quá nhiều lắm. Trả lời cho thằng Hiệu, em trả lời anh nha anh ơi. Hồi nãy giờ em đứng ở đằng xa em không có đọc được comment của mọi người. Thank you, cảm ơn anh cô đơn nè. Dạ em tên Thảo ạ. Em ở quận 11 ạ, em là miền Tây nha. Đẹp nhiên kia mãi không thấy trả lời. Đó bây giờ anh thấy vô rồi đó mọi người. Chị sẽ bắt lại chụp à, chị em dám đọc nhiều á. Nhưng con gái tập nhiều quá. Em bắt kiên cho em quát nhiều quá bị đau khớp đúng không em? Ủa chị nó cũng to. Bây giờ chụp lên cho Facebook hả? Facebook em hả? Có người trong đó cho đó anh à. Có người trong đó cho đó, 70kg mỗi bên 35. Mỗi bên 25, 50 với cái cây gánh mà 20kg là 70kg. Cái gánh 20 nữa là 70kg á.
em ở Lê Đại Hành luôn anh, em ở đường sau Lê Đại Hành luôn ạ. Em nói thật nha, trong đây ai nói chuyện không nào mà em kích ra hết nha mọi người. Admin em không kích em cũng kích nha. Hello mọi người. Avatar, đúng rồi, model em, đúng rồi. Chị là model tự do, của riêng nữa. Đúng rồi, em ở quê ở Kiên Giang à. Hôm nay có ai ở Kiên Giang không mọi người? Cảm ơn Hà. Anh cũng gần đó nè, hiện được không? À, em đi tập thì có thể gặp em, chứ thời gian không có tại vì ban ngày. Cảm ơn Hà nha. Tại vì ban ngày em phải đi chụp ảnh. Chụp ảnh, trời chiều về em phải đi dạy riêng. Chỉ có nghỉ ngơi được thời gian buổi tối thôi. Em ở dưới gạch sỏi anh ơi. Em ở dưới gạch sỏi à? Em ở dưới gạch sỏi à? À anh đi giao hàng gì đó. Ở Dòng Riền hả? Dòng Riền em biết rồi à. À, ngang công viên hả anh, công viên An Hòa hả? À, anh ở Vĩnh Thuận hả? Vĩnh Thuận là quê bà ngoại em ở đó. Em chưa hết đến nghe cơ, anh đợi em xíu nha, nó mới có 7% pin hả? Đúng rồi, chị là BT. Là sở Kiên Giang, em biết rồi, công viên An Hòa em biết luôn. Anh biết cái shop nước hoa tràm ở Gạch Giá Hồng, shop nước hoa tràm mi á, Du Thảo là của em á, nhưng mà em sang rồi. Nước hoa tràm mi. Nước hoa tràm mi ở Gạch Sỏi á, ngay chỗ 77 mà đường nặng luôn á. Là của em á. Họ là của em. Nếu mà anh có vô đó rồi anh gặp rồi gặp em á. Nếu mà anh có vô là follow nhau cái vùng quê ha. À, tuần sau à, tuần cuối tuần này em sẽ về Kiên Giang. Nếu mà có rảnh thì sẽ gặp ha. Ngã tư bốn xã Vĩnh Thuận em biết rồi. Ngã tư em biết. Ngày trước em học ở trường Tân Thuận mà. Nhảy tiếp đi em hả anh ơi, bây giờ em mệt lắm rồi, ngày mai 10 giờ em mới nhảy nha. Đồng Nai hả? Trời ơi, Đồng Nai hồi nãy em mới đi Đà Lạt về ngang luôn, hồi nãy mới đi ra Bắc đi em. Ra Bắc là sao anh Hà? Hà ok, được nha, được nha. Ra Bắc là sao? Hèn chi nhìn quen quen hả? Thật sự chứ nhìn trên đây em cũng không biết, tôi cũng không biết bạn là ai luôn. Nhưng mà nếu mà ai Kiên Giang biết cái shop nước hoa trang này của em, tại vì ở Giục Giá ít có cái shop nào riêng về một cái thương hiệu lắm, chỉ có em thôi. Nhưng mà bây giờ em sang đây rồi. Ra miền Bắc anh ấy hả? À, ra miền Bắc hả? Em không bay cao anh ơi, ra miền Bắc hả? À, miền Bắc em không, thôi tại vì anh biết tại sao không? Tại vì á, khi mà có nhiếp hoặc là photo vì thuê em ra ngoài đó chụp á thì em có thể ra ngoài đó chụp. Còn bình thường ra đó em không chụp, không muốn đi. Gái chào nhà cái cha Mary. Hello Mary, hello Heo nha. Hello, hello nhà cái luôn nha Mary. À, anh biết cái shop đó mà, sao lên Sài Gòn nhỉ? Sao lên Sài Gòn hả? Tại vì á, có công việc ở dưới nên em không thể nào ở dưới làm nữa. Với lại luôn vô một số chuyện á. Nói chung là về vấn đề tình cảm thôi nên em lên đây luôn. À, được giá gần bến xe hả? Cảm ơn River 26 nha. Em chưa ra Hà Nội. À, bến xe mới lúc trước ở gần bến xe mới với mọi người ơi. À, hello các voi, follow nha cái nha. Mà bắt con Sơn với em. Thôi anh Sơn thêm ra chụp em mới ra. Đúng rồi, em làm mẫu ảnh. À, Hoàng Bắc thuê, anh Sơn thuê em ra mới ra được chứ. Có em có đầy đủ hết trơn luôn. Nhưng mà em chỉ đi, em là mẫu ảnh, em sẽ đi chụp ảnh nha. Nhưng mà họ không đi chụp ảnh. Dạ, em sinh năm 95 rồi. Em không đi cho nha Phi Hải ơi. Tại vì giờ này khuya rồi. Tại em chỉ muốn ngồi nói chuyện với mọi người thôi. Đi thôi thì em không thể ngồi nói chuyện với mọi người. Tại vì hồi nãy giờ em nhảy, em hát, em không có giao lưu được với ai hết. Bây giờ em chỉ muốn nói chuyện với mọi người thôi và hát trả lại cho Hà một bài hát thôi. Chị cho anh ghi là đi thay kìa. Anh đạo cho lên 12% em sẽ hát trả lại cho Hà một bài hát này.
Hà Nội á. Tại vì biết sao không? Ba ngày trước em ở Đà Lạt, ba ngày trước em ở Đà Lạt và hôm nay em mới về tới Sài Gòn tầm khoảng 9 giờ nay luôn. 9 giờ tắm xong chưa ăn uống chưa bắt đầu live luôn. Hình ảnh em ít chưa chụp người Sài Gòn đúng không? Sài Gòn em chỉ đi chụp chung với một bên thôi anh à, chụp nhiều bị nát hình em hết nên em không muốn nhận nhiều show quá. Thôi em nghe anh tập trung làm hình đây. Ok, làm hình đi, chút xíu nó gửi cho em nha. Chút xíu nó gửi cho em nha ngoài. Ủa lộn anh Tăng. Anh Long cũng đang làm hình cho em đó. Cảm ơn Khánh em. Cảm ơn Khánh em nha, bye bye anh. Đúng rồi, anh phải bắt đầu ăn thả.